xưa, kỷ niệm nào ở bên góc mai phương tường. Ta tìm về ngọn đồi năm cũ, thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới trăng. Đào hoa đáo cô đơn mong chờ, 15 năm ta mãi đi tìm, tìm đâu ra hình bóng giai nhân bên người anh hùng. Xa cô đưa trở về sang tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, hương ngày xưa nơi đây nguyện là kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình, mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ. Trai dư thành trong khi đau em đang ở đâu, biển kinh tương dương nói loạn tông kiếm trai buông trời như giấc mơ ta và em. Tìm kiếm bóng dáng kiêu xa đã giữ trái tim anh hùng, ai ghi nhận có ai vượt qua. Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo Võ Lâm Giết cùng mấy chủ Đại Trung Yên và chân chủ là vợ Trung Yên Trần Kỳ.com. Mình là Di Khải đó anh em, chúc anh em một buổi tối xem live stream vui vẻ nha. Và bây giờ thì mình hôm nay sau sau cái trận liên đấu hôm qua thì mình suy nghĩ cũng ok anh em ơi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang Thiếu Long Quyền, sẽ đánh Đạp Ma đánh Thiếu Long Quyền nha anh em ơi. Hello Super Sòi nha. Hello Tín Trần, ok hello anh em nha. Hiện tại bây giờ Khải đang đánh Đạp Ma nha anh em. Hiện tại bây giờ kênh YouTube của Khải tại sao không biết live không được, anh em chờ đợi Khải một chút nha. Sao kênh YouTube không live được ta? Không biết bị sao mà YouTube không live được. Ok, chúng ta vào bên trong anh em ơi. À từ từ anh em xem mình nha. Hôm qua chiến đội của mình này, mình thắng 5 thua 1 này, cũng ngon đấy. Thắng 5 thua 1 anh em ơi. Cố gắng thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Ở chấp bà là chưa bỏ máu anh em ơi. Ra lại à. Ok. Như giấc mơ ta phai. 90 mới đi được à, như 90 mới đi được các bạn ơi. Đường bất nhiễm. Ok, theo máng đường môn đây anh em. Theo máng đường môn gặp nó cho nó dễ. Theo đường môn này. Không biết sao kênh YouTube không like được ta. YouTube bị vấn đề rồi, không like được. Như giấc mơ ta và em. YouTube làm được rồi, đỡ mình làm video. Đỡ mình quay video up lên YouTube thôi. Xa ra. Ok, hello Nguyễn Tam Hiệp, hello anh nha. Tối nay đánh Đạp Ma là bảo đảm là vào gặp mấy anh em chắc mình đấm chắc có 1-2 cục là anh em thành về thành thôi anh em. Không biết là như thế nào nhưng mà để mình gặp xem thử. Hôm qua đánh Thiếu Lâm Đao thì gặp cái bang cũng ăn được, mà gặp Thiên Nhẫn lại thua, ngược đời. Gặp Thiên Nhẫn đánh Thiên Nhẫn không chịu nổi anh em ơi. Thiên Nhẫn thả đam Thiên Ngọi Long Tinh gơ quá. Và bây giờ thì mình đang trang bị cho mình set đồ kháng hỏa 75+1, kháng lôi 64 để có thể đánh được những ạc gió đang thiên địa. Còn lại kháng hàng với phòng thủ với kháng động như thế này thì mình đủ đánh được em mi. Không biết như thế nào nha, anh em cùng chờ đón liệu 4 trận liên đấu này sẽ như thế nào nha. Vãi cái idol.
Ok, chúng ta còn khoảng hơn 1 phút rồi em. Mình sẽ cố gắng làm win 4 trận đấu này cho anh em xem. Mình sẽ cố gắng hết sức có thể 4 trận này. Sẽ cố gắng 4 trận này sẽ chiến thắng. Không biết hôm nay sẽ như thế nào. Rồi, ngon ngon, nghe mi hả? Ơi, nghe mi ngon. Coi mình hút nghe mi này anh em. Coi mình hút nghe mi này nè. Ơi, nghe mi này đứng auto à. Nghe mi này đám phát siêu luôn rồi. Gặp nghe mi anh em, nghe mi cùi bắp rồi. Ok, không sao. Mình đi mua thêm thể lực anh em ơi. Nói chung thì đáng lý cái chiến thuật của mình là mình phải di chuyển trên ngựa, mình đánh hàng lông bắt vũ. Chiến thuật mình phải đánh hàng lông bắt vũ khoảng 2-3 phút rồi mình mới xuống ngựa đánh. Nhưng mà cái hạng Emi này nó treo á, nên là mình phải xuống ngựa mình hút nó luôn, dứt khót cho nó nhanh luôn em. Mình sẽ trang bị thêm ít thổ lực nữa. Hiện tại mình đang tháng 6 thua 1 nha em. Hôm qua ngáo ngáo bị thua Thiên Nhẫn Sida. Hôm qua đánh đau không lại Thiên Nhẫn em ơi. Hôm qua mình đánh đau không lại Thiên Nhẫn. Chào Lê Di nha. Hôm qua thì mình suy nghĩ là không bút được lực tây, nhưng mà bây giờ là bút được lực tây nên là mình sẽ đánh độc ma nha anh em. Và trận vừa rồi thì mình đang đánh độc ma đây. Ok. Nói chung chiến thuật của mình là phải đánh trên hàng trên ngựa, hàng lông bắt vũ. Đánh khoảng 2-3 phút mình câu hết thơ lực rồi mình mới xuống ngựa mình đánh đập ma thôi. Nhưng mà vừa rồi thì ông kia ổng chết sớm quá. Ổng không có chơi coi mấy á. Ai anh em xem này. Tháng 6 thua 1 này. Hôm qua thua trận ngáo thiệt chứ. Ok, sẽ ráng lấy tốt cho. Hôm nay sẽ ráng lấy tháng 4 trận anh em xem. Nếu mà gặp Thiên Ngoại Lưu Tinh với lại cái băng bọng, cái băng rồng như hôm qua thì mình cố gắng sẽ đánh được. Mình cố gắng sẽ đánh được. Hiện tại mình đang xấu thua 1. Kênh YouTube không like được anh em ơi. Chắc sẽ làm cái video rồi sẽ up lên YouTube sau thôi. Ok, hello anh em nha. Sướng thọ vậy. Chào nghiện quanh việc quý nha em. Hết sức có thở, đúng rồi. Ủa trong liên đấu mà nổ bơ kè chứ anh xóa game luôn quá. Hiện tại đang bơ kè nem nha anh em. Nói chung thì mình có thằng nào đồ sát mình thì mình hốt à. Nên là bơ kè mình cứ đỡ vậy á. Xóa bơ kè. Chào Ngọc Hiếu nha. Hiện tại bây giờ mình đang đổi đặc ma nha anh em. Mình đang đổi đặc ma thì theo mình nghĩ thì đặc ma mình sẽ đánh được. Mình solo với cái bang Thiên Nhẫn được. Hôm qua thua ạc Thiên Nhẫn của bắp kia nên ức chớ quá anh em ơi. Thua một cách tệ hại. Đánh đau Thiên Nhẫn không xin nhơ. Hôm qua mình đánh thiếu lâm đau Thiên Nhẫn kia không xin nhơ anh em ơi. Nên là mình phải đánh, bây giờ mình chuyển sang đặc ma. Mình đánh cho nó dứt khót luôn. Nó khỏi thả được mình Thiên Ngoại Lưu Tinh luôn. Chào Trương Hồng Long nha. Điểm kỹ năng hả? Ok ông ơi. Đó. Bản kỹ năng với bản tiềm năng của mình vừa tăng anh em. Nói chung là mới 102 cấp thì không đủ điểm máy này mây. Nên là chính xác mình mới có 2k2 thôi. Chính xác mình không được cao cho lắm. Tầm khoảng 120 thì may ra chính xác được 3k hơn 4k. Chính xác như thế này thì mình theo như cái cấp hiện tại bây giờ thì như thế này đủ đánh rồi anh em. Mình tăng không có điểm anh em ơi. Mình tăng cái này một điểm đỡ lấy chính xác và tấn công chí mạng 6%. Với cái này một điểm đỡ lấy tấn công chí mạng 5%. Không có điểm anh em ơi. Nếu có điểm thì tăng hai cái này nữa đẹp. Còn cái này thì chưa đủ điểm. Bắt đầu Minh Dương thì mình mới có 13 thôi. Mình hoàn toàn đẩy thẳng vào lực tây á. Lông hồ chảo. Lấy lông hồ chảo đánh dứt khót luôn.
không có năng hay là hắn chặn nha. Ừ, không lấy là hắn chặn em ơi, không lấy là hắn chặn nha. Nói chung thì đang test thôi em, tại vì điểm ít quá. Nếu mà tăng vào là hắn chặn thì lực tay của Đạt Ma không có. Nếu mà tăng vào là hắn chặn thì lực tay của Đạt Ma không có em ơi. Nếu mà chuyển 20 điểm từ Long Hổ Chảo qua là hắn chặn thì lực tay của Khải có tầm 3k máy à. Lực tay có được có 3k máy à. Nhưng mà mình đẩy thẳng về Long Hổ Chảo thì lực tay lên được 4k8. Nói chung hơn đến 1k máy lực tay luôn anh em. Bỏ cái phản đòn một chút nhưng mà mình được lực tay cao, mình dứt khoát đối phương nhanh hơn. Chia sẻ nhận xu. Em đang chia sẻ nhiệt tình đây, tí nữa vô nhận xu. Nãy giờ đang chia sẻ nhiệt tình, anh em chia sẻ nhiệt tình nào anh em ơi. Chia sẻ nhiệt tình ủng hộ Thiếu Lâm Đạt Ma một like anh em ơi. Hôm nay sẽ cố gắng thắng 4 trận nha anh em. Không biết sẽ như thế nào nhưng mà mình nghe đồn là gặp Ngami khó chơi lắm, gặp Ngami trưởng khó chơi lắm. Nhưng mà ok, để mình xem Ngami trưởng đánh với mình như thế nào nha. Mình sẽ cố gắng gặp Ngami trưởng cho anh em xem. Đồ và set đồ mình như thế này thôi. Phản đam tụi nó giờ té hả? Nói chung thì lấy phản đam thì lực tay không có không ơi. Lấy phản đam thì lực tay không có thì bị người ta đánh thì cũng bị mất máu nhiều lắm. Mình thì mình thích kết thúc luôn. Nói chung thì mình đang test, đỡ cứ tình hình như thế này thử. Nếu mà không ổn thì mình tẩy lại anh em. Nói chung thì hôm nay thì mình đẩy theo kiểu này, mình cũng test với một số anh em trong bang rồi. Mình tăng theo kiểu này thì mình đánh nó tốt hơn anh em. Kết thúc đối phương nhanh lắm. Kết thúc anh em rẹt rẹt luôn á. Anh em không kịp ngáp luôn á, không kịp bơm máu luôn á. Nói chung đánh theo kiểu này thì khỏi bơm máu luôn. Mình đấm là chỉ có chết thôi. Nói chung ạc mới có 102 cấp thôi anh em. Điểm thì quá thấp, điểm không có bao nhiêu cả. Chào Nguyễn Thành Nhân nha. Dịch cần kinh mắt nó mới châu vào anh em. Mình chơi về cái hướng châu và đam. Châu và đam to phản đam thì được 20% được rồi, không cần quá nhiều. Mình chơi về cái hướng là châu đam to nha anh em. Nên là anh em cứ chờ đợi xem thử như thế nào nha. Ok, chúng ta còn khoảng 3 phút nữa bắt đầu vào trận thứ hai trong ngày. Hôm qua thì đánh đau nè em ơi. Và hôm nay thì mình vừa chuyển Đạt Ma. Đây là tất cả những cái gì anh em cần hỏi hả? Anh em xem đi. Đó, đồ của Khải 75+1 kháng họ. Nếu mà mình gặp được cái bàn rồng với thiên nhẫn thì chắc chắn anh em mình sẽ kết thúc được cái bàn. Mình sẽ cố gắng kết thúc được cái bàn và thiên nhẫn cho anh em xem. Đây là điểm này. Chào Mạnh Hùng Nguyễn nha. Cần chiến cái đánh trúng được không ạ? Nói chung thì trên ngựa lúc đầu thì mình đánh hàng lông thôi anh em. Mình đánh hàng lông thôi. Anh em cứ từ từ coi thử như thế nào nha. Nói chung thì mình sẽ bơ ca cho anh em xem. Hôm qua mới đánh 4 trận nhưng mà gặp bạc thiên nhẫn kia lại thua. Gặp thiên nhẫn kia mà nhưng mà mình đánh đau. Mình đánh đau là thua thiên nhẫn này em ơi. Mình không đánh lại thiên nhẫn thiên ngoại lưu tinh. Tại vì hôm qua cầm thiếu lâm đao á. Thiếu lâm đao đánh không kết thúc được thiên nhẫn luôn á. Nên là hôm nay mình quyết định là mình chơi cái chiến thuật là châu bò. Châu bò cộng đam to. Phản đam thì chỉ có 20% phản đam thôi. Hại não à. Hello sẽ nhây nha. Chúc bài trận à. Ok hello anh em nha. Sao bài trận được.
Hiện tại trong đấu trường liên đấu này là đa số là Thiên Nhẫn cái bang với Võ Đan Nga Mi. Đường môn thì mình thấy thích ý. Mình thấy đường môn ít lắm nè em ơi. Mong ra thì gặp đường môn Nam Độc thì cũng dễ thở hơn chút, nhưng mà gặp cái bang với Thiên Nhẫn thì phải căng não rồi. Gặp cái bang với Thiên Nhẫn là phải căng não rồi nè em ơi. Căng não mới chơi được cái bang với Thiên Nhẫn. Mình sẽ cố gắng như thế nào đây. Còn một phút nữa nè. Ok, vô thôi. Đường mông nọ nó sấy bay đầu à. Trời ơi, đường mông nọ em đấm cho hai cái. Ok, chào Đức Đặng nha. Mình ở Gia Lai nha bạn ơi. Mình ở Gia Lai. Đường mông nọ server này ăn thua vậy không? Đường mông nọ mấy ông này không có phòng thủ, lấy có một hai món, không được hai món luôn á. Tôi đấm chắc được một phát lên bảng. Ánh trăng nơi thanh thần sơn, ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. À, em cảm ơn anh gà nha. Một trận lấy 100k. À, một trận win lấy 100k, ok anh luôn. Ok anh luôn, một trận sẽ lấy 100k. Nếu mà em win anh donate 100k liền ngay và liền nha. Vào, mình sẽ cố gắng thắng cho anh em xem. Nhạc hay quá, chào cờ nó đi nha. Gặp Băng Long auto rớt hả? Băng Long hồi chiều anh đánh với Băng Long rồi em ơi. Nghe mi Băng Long anh auto 10 trận, anh 10 trận rồi em ơi. Coi chừng coi chừng dùng VLK là gì ta? Văn Long kích hả? À, server này không có Văn Long kích ông ơi, anh em ơi. Hiện tại những ông mà chơi Văn Long Kích server này thì chỉ có một thằng em trong bang thôi. Nhưng mà nó vừa đổi sang Công Long Đao rồi, nên là server không ai chơi Văn Long Kích cả. Với lại là server không có bí kíp Văn Long Kích đó, nên là không gặp Văn Long Kích đâu anh em. Anh em cứ bình tĩnh, bảo đảm anh em là không bao giờ gặp được Văn Long Kích. Server này không có Văn Long Kích. Hiếm lắm, hiếm Văn Long Kích lắm. Như Nam Độc à, Độc xuyên lồn à. Nam Độc này chắc một gọi một phát lên mây. Để mình đổi cái này. Mình chỉ sợ bị đít ạc thôi anh em. Nó còn ủa, việc cây mất tiêu rồi. Hiện tại server này thì không có Văn Long Kích anh em ơi. Tại vì Văn Long Kích phải mua nhưng mà hiếm lắm. Một Văn Long Kích một mớ tiền á, nhưng mà server hiếm Văn Long Kích lắm. Văn Long Kích không có làm nhiệm vụ được nha anh em, nên là Văn Long Kích rất là hiếm. Chào đếm thời gian. Đúng rồi, game này của anh gà nha bạn ơi. Ok, cảm ơn anh em. Ok, sẽ cố gắng đánh cho anh em xem này. Hello 500 anh em nha. Hiện tại server này là một server mới được open vào ngày 15 tháng 5 vừa rồi thôi anh em. À, sắp tới đây khoảng 4-5 ngày nữa là đúng 1 tháng anh em. Và hiện tại đây là top 10 của server. Hiện tại mình level 102 và đang top 6 nha anh em. À, anh em muốn tìm hiểu con game này như thế nào thì có thể truy cập ngay vào trang chủ Trung Nguyên Truyền Kỳ .com và download game về ngay bây giờ. Hiện tại có tân thủ chúng ta vẫn còn, đó là hỗ trợ cho tất cả người chơi chúng ta một set kim phong 7 ngày đi kèm với 10 bình tiền thấu lộ nha anh em, chết không mất nha. Và nói chung thì anh em chơi thì khoảng tầm 2-3 ngày thì lên 8x thôi. À, mới vào thì chúng ta cánh cái cục tống nghiêm tống kim kinh nghiệm đang có 5 triệu Excel với lại cánh 60 cái túi màu vàng vàng á thì nó lên 6x rồi anh em. Túi cẩm nang hồng kim thì nó sẽ lên 6x thôi. Đừng đỡ thua nha. Ok. Còn một phút này mày. Hello 100 anh em đang xem livestream nha. Đúng rồi, tầm 2 ngày lên 9x đó Dương Dương. À, chào Hoàng Long nha. Hiện tại thì server không làm nhiệm vụ được nha bạn ơi. Server sẽ khi anh em lên level 8x, khi anh em lên server 8x level 8x thì sẽ được hỗ trợ một kill.
anh em tùy chọn, và sau đó anh em sẽ tự có một bãi nộp hồ sơ ở các thôn đó anh em luyện và sẽ mát kêu thôi. Nói chung thì luyện server này thì khoảng 4 đến 5 tiếng là mát kêu thôi anh em. Chào Vũ Phước nha, hello anh em. Một phát lên mây. Còn mấy chục giây thôi anh em ơi. Cầu cho đôi yên ương tìm thấy nhau. À gặp Nghe My. Ây ơi ơi, Nghe My này ngon đấy. Rồi ok ok, gặp Nghe My rồi anh em ơi. Để mình bút cái chống phái đã, mình chơi Nghe My thôi. À Thúy Yên ngon ngon. Ôi da Thúy Yên. Thúy Yên hả? Thúy Yên hả? Thúy Yên chạy đâu? Thúy Yên chạy đâu? Thúy Yên chạy đâu? Thúy Yên chạy đâu? Dồn thể lực hả? Chạy đâu? Chạy đâu? Đam được hai cái chạy hả? Dồn dồn anh em cứ bình tĩnh thôi. Đấy, dính băng liền thấy chưa? Chạy đâu? Chạy đây, chạy hết thể lực tí đánh. Chạy hết thể lực tí đánh, chạy hết thể lực tí đánh. Nằm luôn, nằm luôn. Nằm luôn. Ơi giờ mình phá quá anh em ơi, từ từ bình tĩnh. Cái pha vừa rồi mình xuống ngựa phí quá. Để mình cho cái ông này nằm 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 solo 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 chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Đại chiến tâm thành máy ảnh nghe này, nghe thấy nghe mây như thế này thì không có phòng thủ này em ơi. Nên là mình cứ lên người mình dậm là máy ông này cũng đau điếng rồi. Nãy mình phí thổ lực quá anh em ơi. Lúc này đang lấy mình từ từ mình xuống ngựa được rồi. Cầu cho đôi yên ương tìm thấy nhau. Như bao sóng gió khép đầy trời, khép tình ta một thời. Gió lửa liên thành ta đại chiến kia. Đại rất thân tác thân đại chiến. Nãy mình xuống ngựa sớm quá anh em ơi. Cái nãy mà từ từ xuống ngựa được rồi. Mất đi 1000 thế lực rồi, buồn quá. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đi đâu, chạy đâu. Ông này cũng chắc cũng gần hết thế lực rồi. Nãy ông cũng xuống ngựa rồi mà. Được Hải nghiên cứu còn 8 phút nữa. Đang đắm vài cá đặc ma nữa là gỡ đam anh em. Đang đắm ra vài cá đặc ma nữa gỡ đam thôi. Ôi mưa rồi anh em ơi, khu chỗ Khải mưa rồi. Thất thành đại chiến. Thất thành. Chùm liên đấu đây, chùm liên đấu đây, chùm liên đấu đây, chùm liên đấu đây. Đứng lại chơi anh em. Đam như mày cả vài cái bỏ chạy rồi. Vài cái bỏ chạy rồi người đẹp. Vài cái. Chưa đâu anh em ơi. Đam thì như thế này mà anh thua gì. Còn đến 5 phút là mình cố gắng coi. Nói chung là ông này ông biết bơ ca liên đấu anh em. Hồi nãy mình xuống ngựa sớm quá. Mình hơi phí cái giai đoạn đầu mình xuống ngựa sớm quá. Mình mất 1000 ca thể lực rất là sớm. Từ từ là được rồi. Rút kinh nghiệm, nếu mà trận này thua thì mình sẽ rút kinh nghiệm trận sau thôi. Ui da, ui da, ui da, đâu quá, ông này bà ca hay lắm em ơi. Đâu ấy, đâu đấy. À. À, 6 phút nữa. Câu giờ hay đấy. Câu giờ hay đấy. Ha.
Hôm qua mình đánh Thiếu Lâm Đao cũng rất khó đánh được đối phương này mày. Thiếu Lâm Đao nó đánh toàn chạy thôi, nên là Thiếu Lâm Đao nó cũng khó đánh lắm. À, dính banh này. Nè, ui, dầm được hai cái à. Ui, nghe mày đứng khôn vậy. Hiện tại mình bị dính đến 13k đam rồi, đam canh đấy. Không biết mình đấm được bao nhiêu k rồi. Đấm này giống được 5-6 cái rồi anh em. À, câu đàm hay đấy. Nói chung thì anh em mà chơi Võ Lâm á, nếu mà anh em có chơi Võ Lâm thì những trận liên đấu như thế này nó khá là thú vị anh em, rất là hay đấy. VK tinh thần, nói chung là mọi người một chứng thực, ông này đánh cũng rất là tốt. Mình khích lệ tinh thần ông này. Ông này đánh vừa hit and run rất là hay. Chứ nếu mà solo 5 năm thì rất khó mà ăn được mình. Mình lúc nãy mình chạy tốn mana thở lực lúc đầu anh em. Nếu mà bây giờ còn thở lực là tốt rồi. Mình xuống ngựa sớm quá. 99 xác định rồi. Ôi, xuống ngựa ông chạy mất hay quá. Hôm nay còn thể lực còn tầm 200-300 trong này thôi anh em. Không biết có mua thể lực trong người không, nhưng mà nếu mà còn thể lực thì mình rất khó mà đánh ông này. Ôi cha cha, 4 phút nữa. Đua ngựa à? Hiện tại anh em có thấy tôi với ông này đang đua ngựa không? Đua ngựa. Yes! Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy sự lợi hại của Hằng Lân Bất Vũ chưa? Anh em thấy sự lợi hại của Hằng Lân Bất Vũ chưa? Anh gà đó rồi. Mình cũng đâu có kém gì đâu anh em. Không có đồ chính xác à? Hai đấm về thành rồi anh em ơi. Thấy chưa, anh em thấy gì chưa? Nói chung thì cứ bình tĩnh thôi anh em. Nói chung cái tuần vừa rồi á là mình bị dở sai sách một chỗ, là tại vì mình xuống ngựa sớm quá. Mình sẽ đánh từ từ anh em à. Đánh từ từ rồi mình sẽ, khi nào mình còn khoảng một tầm một ca thể lực á, khoảng tầm một ca thể lực, lúc đó mình mới xuống ngựa. Thì lúc đó Hằng Long nó mới phát hiện được sức mạnh của Hằng Long. Còn như bây giờ liên đấu á, cái tuần vừa rồi thì mình hơi sai sách một chút. Hơi sai sách là vì là mình xuống ngựa sống quá, nên là nó hết thể lực, nên là mình không thể đánh ông Thiên Vương này, ông em ơi, ông Thí Yên này. Chứ mà nếu mà cái tuần đầu vừa rồi á, mình không xuống ngựa nha, mình bảo đảm anh em, mình ở trên ngựa mình cứ Hằng Long. Mình cứ Hằng Long thì chắc chắn ông kia sẽ mất máu. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Hình thôi con sói. Thôi con sói mặt cười. Ok, cảm ơn anh. Cứ một nói chung thì cái này thì cũng may mắn hơn em. Cái ông Thiếu Yên đó đâu có phòng thủ gì đâu. Nếu mà đứng solo hoặc là chỉ cần mình dính hai hit của Đạt Ma Đầu Giang thì chỉ có về thành mà thôi. Nói chung thì ông ấy bờ cao còn tốt ấy. Nhưng mà quá đen khi vừa rồi là bị sai sách. Sai sách là vì đã dính kẹt trong vách tường, mình đã không cho ông ta đi. Nói chung thì vừa rồi đã anh em cũng thấy thì mình dặm vài đoàn Hằng Long Bất Vũ. Vài đoàn Hằng Long thì ông ta đơ người thì mình chỉ việc xuống ngựa và bập cho hai cái đập ba là nằm thôi em. Chưa ông ta không kịp di chuyển đâu. Mình bảo đảm với anh em luôn. Nên là những gạt nghe mây Thứ Yên á,
vào đây muốn bơ ca thì chỉ hit and run như ông vừa nãy thôi thì mới ra thắng được mình, còn nếu mà sơ hở thì bị dính đam với mình thôi. Hiện tại top 1 để mình coi top 1 như thế nào. Top 1 thì đi nhiều trận rồi anh em? Top 1 thì ông ta đi khoảng gần 20 trận rồi. 22 thứ 8 rồi. Ok, cảm ơn em. Anh em hãy like chia sẻ giúp mình nào anh em ơi. Anh em like chia sẻ giúp Khải để lấy tinh thần động lực đánh trận tiếp theo anh em ơi. Chúng ta còn 2 phút nữa để vào trận liên đấu này. Chào Vinh Mang nha. Ok, cảm ơn Khoi Lan. Hello, ok, cảm ơn Lê Tâm. Nói chung thì cái vừa rồi là mình chủ quan, mình quá chủ quan nên là mình hết thể lực quá. Nên là mình bây giờ mình sẽ đánh từ từ nè. Lúc đầu mình sẽ đánh đặc ma từ từ thôi. Đặc ma từ từ xuất chiêu. Đầu tiên mình cứ đánh hàng long thôi. Đánh hàng long cho đối phương chủ quan một chút. Cho đối phương chủ quan một chút. À, thằng này thứ lâm cùi bắp, đánh hàng long làm cái gì? À, lúc đó thì mình sẽ xuất chiêu đặc ma đột gian ra. Lúc đó thì sẽ biết ngay là mình như thế nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Ôi, mưa rồi. Ở mình mưa rồi nè mày. Anh em đang xem thì cho lại Khải một like, một chia sẻ nha nè. Anh cái này ông bạn ông trả xu nè mày, mình cho ông mượn á. Có cấp xu đã. Ok, kết lực tay anh em ơi, nãy giờ quên nói chuyện, quên kết lực tay. Gặp em đánh cho tép biết ra. Phá gì đây? Thiếu Lâm Đao hả? Trời ơi, Thiếu Lâm Đao này anh đấm chắc hai cái. Thiếu Lâm Đao hả? Anh có xin thua trước không? Anh live stream anh nghe Vinh ra đồ ngon vậy. Hình xui mà em. Em mua máu đã nè mày. Quyết chung giữa trái dư thành. Trong kim đao em đang ở đâu? Điện kính. Quyết chung giữa trái dư thành. Tháng 10 thứ 9 ơi, tháng 10 thứ 9 top 10 à. Em không ra cục chuyển phái luôn. Hên xui mà. Chào Tăng Thanh Nguyên nha. Server này đặt tên nhân vật có dấu bản mã nào? À, bạn chỉ cần lên Google á. Lên Google gõ là bản ký tự Võ Lâm 1 là ra thôi. Ký tự Võ Lâm 1 là ra thôi. Nói chung sẽ cố gắng bơ cà chiến thắng trận tiếp theo nha anh em. Nãy giờ mình đã win 2 trận rồi. Ồ, kiểu này mình mang mặt nạ vào hay hơn anh em ơi. Để mình ra mình mang mặt nạ vô đã. Thôi khỏi mang mặt nạ đi. À, thường thường mang mặt nạ đi anh em ơi. Mang mặt nạ đánh lừa đối phương đi cho nó hay. Mình mang mặt nạ con nhím đi. Con sói à, có con heo này đó, mang mặt nạ con heo này. Hãy trong giấc mơ. Hùng anh lắm hơi lời quyết chung giữa trái dư thành. Trong kiếm đao em đang ở đâu? Biển kính thương đương đôi trường thông tin chia hai con đường.
như giấc mơ ta và em. Ta vẫn tìm mẹ. Quyết chung giữa trai siêu thành, trong kiếm đao em đang ở đâu? Biển kinh tương dương đo lòng, tống kim chia hai phương trời, như giấc mơ ta và em. Ok, ông gì đây? Ta vẫn tìm mẹ, 15 năm ta vẫn tìm mẹ. Vẫn đi tìm mẹ. Súng ngựa đấm thằng này cho nó mau anh em ơi. Kiểu này anh thua gì. Dặm hàng lông như nó đứng nó thủ mấy công. Mất thời gian. Mất thời gian. Mất thời gian. Thua mẹ thua đi. Chỗ này chúng mình mà xuống người mình dòi méo ngút rồi anh em ơi. Đứng một chỗ đánh như thế này biết khi nào mà. Đời trời biết tìm em nơi chốn nào. Yêu nhau bên góc mái phường tường, ngắm trăng thanh thành sông. Tự giang tâm thôn nơi chúng ta hẹn thề xuống đời. Tuyền ngưỡng có đôi, đã qua bao năm đâu cùng bước chân giang hồ. Đã thì thân trai liềm tâm ra giúp đời. Một chút một người. Đời trái từng bước chân phong dương đã thấm vai. Tìm em từ ngàn trùng bao huyền giáo kiếm đau. Tìm em đôi ngàn đời sang sương mai có nhau. Cùng anh với bạn giữa phong ba tổng kim. Ơi, không đánh được chỗ này nữa. Nghe này. Từ cái này mày. Nghe nói mày láo. Ông nào thế? Thua đi cha. Lấy 100k thôi. Thằng này đứng dậm chỗ như thế này có mà tính lắm anh em ơi. Lắm
ngài chi nhục nhằn bao gian khó. Chết đi. Không chịu chết mà chờ đánh chết mới chịu. Má ông này ngáo thiệt chứ. Không chịu chết, đợi ra chiêu mới chết. Đấm hai ba cái chết cho mấy anh em. Nhưng mà ổng là ổng khôn, ổng cứ đánh động mà hàng long á, nên là mình không tiếp cận được. Ông đó bơ ca không toàn hàng long cùng bàn mình này. Ra mua thân lực anh em ơi. Anh gà đâu rồi ta? Thằng đó bàn mới lập luôn anh em, mới vô luôn mà không biết ai. Nói nhường không nhường, đánh ghét vãi nồi. Các bạn như là vừa rồi ổng chạy cũng nhiều quá nên hết thân lực anh em ơi. Mình cũng cố gắng tiếp cận thôi, mình uống máu nhồi máu tiếp cận rồi mình quất ba cột đập ma về thành luôn. Không kịp uống máu luôn. Đổi tên xàm lồn hả? Xàm lồn không được. Xin cho vui thôi anh em ơi, cho anh cho vui thôi. Đâu biết ai là ai đâu mà xin. Đâu biết ông đó là ai đâu mà xin. Bang này mới thành lập lúc trưa anh em ơi. Bang này mới thành lập lúc trưa thôi. Ban chủ là nghe nói ở lâu. Ban chủ là tao chẳng sợ ai. Top 7 à. Canh vậy. Đồ ông kia đang top 7 á, hàng gì ông cố đánh anh em ơi. Ông top 7 mà. Canh đấy. À, mới vô thì hỗ trợ cho anh em set kim phong 7 ngày nha anh em. Chứ không hỗ trợ cấp. Nhưng mà anh em mới vào thì anh em cắn cái tống kim kinh nghiệm đang kèm với 50 cái cẩm nang hồn kim trên ngày thì sẽ lên cấp 6x thôi, 5x thôi. Ok, mùi máu tiếp tục rồi nè. Ông đó cùng ban nhưng mà ông hạng 7 nên là ông đâu có nhường đâu anh em. Nói vui vậy nhường cái gì, đánh đấm mà nhường cái gì, đánh vui mà. Ông bị sơ hở thì mình bập thôi. Để mình coi ông kia ông đang hạng 7. Đây. Ơ đù. Thánh 10, 11 thu 5 canh đấy. Đang hạng 7 này em. Anh gà ơi. Win nữa rồi. Không đồ nét. Ok, hiện tại đang tháng 8 thu 1. Tháng 8 thu 1 nha anh em. Thái thanh tung hoành, giống như đường môn thiết liên tư xa. Thánh thanh tiếng đau. Mây phiêu lãng, ánh trăng cây thành sơn. Cây ngọn đèn quê trong đêm mang bao ký ức năm xưa. Cây gì mà cây anh. Cái ông đó vừa rồi là Thiếu Lâm đang top 7 á, ông đang đánh liên đấu top 7 mà ông bơ ca, nhưng mà em cố gắng gạt dò anh em. Cảm ơn gà nè. Cứ thắng là nhận được thắng thì nhận được 100k donate mà anh em cố gắng thôi.
Cây cái gì mà cây anh? Thím Thiếu Lâm Đạt Ma tăng điểm tiềm năng sao hả? Ok, điểm tiềm năng đây ông ơi. Tăng sao tăng miễn sao là chính xác khoảng 2k đến 2k5 là đẹp. Hiện tại level như thế này là lên chính xác khoảng 2k, 2k5. Ôi ôi, quên. Bút lục tay anh em ơi. Quên bút lục tay rồi. Ráng thắng một trận nữa, lấy của anh gà một xị này, 100k donate này. Nãy giờ anh donate 3 lần rồi. Cảm ơn gà rất là nhiều nha. Chơi game có anh em, có người, có ông anh động viên thích vãi. Động lực đỡ cố gắng chơi game. Tiềm năng thì như thế này thôi ông ơi. Tôi đang theo cái hướng là vừa trâu mà vừa có đam. Nên là sinh khí tôi ép 300 và bên này thì tôi rút vô lực tây. Ngược lại nếu không tăng sức mạnh thì tôi đẩy qua lòng hỗ trợ để lấy lực tây. Và máu thì được bút chống phái lên thì máu được 8k máu. Với hiện tại server như thế này thì gọi là solo quá trâu rồi. Gọi là trâu chó đại sư. Để mình coi top 10 như thế nào rồi. Top 10 tháng 10 thua 4. Tháng 10 thua 4. Chào A gọi hồn hả? Chào Quốc Khu Tơ Keto nha. Chào Đình Trương. Kỹ năng này ông ơi. Nói chung là đang bị thiếu điểm á. Bây giờ lên cấp thì mình sẽ tăng vào Bất Động Minh Vương. Mình đang thiếu điểm tại vì cấp mới cái 102 thôi em. Nên là tăng như thế này thì mình lấy đam. Mình lấy đam và máu thì mình nhồi sinh khí cho lên máu một chút. Mình đang mát kháng hỏa 75+1, kháng lôi 64 và kháng tất cả là 34 nha anh em. Kháng tất cả 34 nha. Gia truyền kháng tất cả 14 và dịch cân kinh 20. Đúng rồi, thủ thiên. Thằng nào giết Liên Hợ Nguyễn Tâm Hiệp lấy 50k kìa nè em. Ok, tiếp tục trận cuối cùng. Hôm nay thì Khải đã win 3 trận liên tiếp rồi nè em. Mình đã win 3 trận liên tiếp rồi đó. Mình xem thử có ông đường môn nào không. À đây đường môn đây. Theo sau đường môn cho nó gặp đường môn anh em ơi. Theo sau đường môn cho nó gặp đường môn nha. Đó, đường môn này chứ đâu. Đây là đường môn chứ đâu. Không tăng phản đam Vũ Đức ơi. Nói chung thì muốn tăng phản đam nhưng mà không có điểm đó là không có tăng, điểm yếu lắm. Đừng bóp đít cao ạ. Đổi nan 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 nan. Đúng rồi, không tăng phản đam. Nói chung muốn tăng phản đam anh em ơi. Nhưng mà hiện tại mới cấp 100 thôi nên là không có tăng phản đam. Phản đam thì nó tăng có 200 lực tây thôi. Còn mình quất mắt vô cái này thì nó tăng đến 1k5 lực tây. Nên là mình lấy lực tây nha anh em. Phản đam thì có cái kêu giật canh kinh nó hỗ trợ phản đam được 20 rồi. Nên là không nhất thiết tăng cái này. Nói chung thì muốn tăng nhưng mà chờ đợi phải mát Bất Động Minh Dương. Mát Bất Động Minh Dương rồi mới tiếp tục tăng mát Thiết La Hán. Huỳnh La Hán chặn, La Hán chặn. Nói chung thì chưa mát anh em ơi. Cấp mới 102 thôi. Nên là điểm anh em phải tự túc thôi. Tự nghiên cứu, tự tăng thôi. Và đây là Khải tăng như thế này. Và cái kêu Bất Động Minh Dương thì giờ cứ lên cấp thì Khải sẽ tăng cho mát thôi. Lực tay nếu mà mát thì lực tay của Khải lên được khoảng 3k. Lực tay chính xác sẽ lên 3k. Độ chính xác sẽ lên 3k.
dù thân xa xa rời. Cái này thì mình đang đánh theo cái kiểu hàng long rồi, bắt chợt mình sẽ đánh đập ma, mình sẽ bơ ca hàng long, mình sẽ bơ ca hàng long rồi bắt chợt mình đánh đập ma thôi em. Chào Lê Diện nha, đồ ạ. Ok đây, đồ thì bình thường thôi em, đồ kháng hỏi dòng một thôi, kháng hỏi dòng một thôi. Một món kháng lôi, hai món thời gian chậm, rồi hết rồi á. Gặp Thiên Vương Trì nó gọi chết à? Ok Hoàng Tấn, tí nữa gặp Thiên Vương Trì thử nha. Tí nữa gặp Thiên Vương Trì thử nha. Thừa Thiên Hớ, ông này con Long Đao. Chết đây. Ôi năm độc rồi, năm độc đánh gì? Chết đi ba, mất phí thời gian ba. Chết đi, đánh bơ ca cái gì mà bơ ca, năm độc mà đánh gì bơ ca. Ô, đánh đau rồi gắt nha. Đàn trinh năm giao danh, sẵn long bao hình kim, khắp nơi tinh hoa cuồn hôn. Võ lăng cửu niên vẫn người xa, cứu niên trùng phu. Mình câu hết thể lực. Nem độc này hết thể lực mình sẽ đánh nha em. Nem độc này hết thể lực mình sẽ đánh nha. Nem độc gần hết thể lực rồi á. Nem độc gần hết thể lực rồi á. Biết ngay mà. Nem này. Thấy chưa? Anh em thấy con heo, con nhím nó, con heo nó kinh công nha. Chiu. Sau hình cây đúng rồi. Anh em thấy kinh công không? Chiu. Bạch 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 bạch. Nem. Ok, thế là hôm nay win 4 trận liên đấu nha anh em. Không chịu chết mà. Nói chung thì mình thấy năm đồng thì mình dám chắc với anh em, mình tự tin anh 100% nên là mình xuống ngựa luôn anh em ơi. Mình xuống ngựa, mình dặm hàng long một chút rồi mình xuống ngựa đạp ma luôn. Tại vì thời gian đầu ổng chạy chắc cũng hết thể lực rồi. Quýt im mà quýt. Ok anh em, và bây giờ thì Khả sẽ học live stream nha anh em. Khả sẽ học live stream và vào tối nay sẽ đúng 19:20 sẽ diễn ra trận thiên hạ đệ nhất bang tranh 3-4 của cùng mấy chủ thành đô của trang chủ võ công trường kỳ nha anh em. Và mong rằng tí nữa anh em sẽ cố gắng lên fanpage xem cho vui nha anh em. Ok bây giờ đi tranh tiếp tục anh em ơi. 13 điểm năng sương từ hống hống tuôn à, không không có điểm đâu anh em ơi. Nếu mà tăng qua sương từ hống thì Khải không có bắt đầu Minh Dương thì không có chính xác, không có chính xác thì không đánh được anh em ơi. Không có chính xác không đánh được. Không có chính xác đâu đánh được đâu anh em. Ok bây giờ đi chăn thôi anh em mọi người ơi. Hẹn anh em vào 19:20 hôm nay nha. Khoảng 30 phút nữa. 30 phút nữa chúng ta sẽ trực tiếp xem trận đấu thiên hạ đệ nhất bang diễn ra tại cụm mấy chủ thành đô của trang chủ võ công truyền kỳ.com. Vãi rồi thôi tao quyệt. Ok bây giờ Khải về thành mua máu thôi này mày. Quả ok quả quả quả. Quả tính 19:20 mà anh em. 19:20 mà lúc đó Khải mất live stream rồi. Ok Khải off live stream nha anh em. Khải off live stream nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Tí nữa 19:20 chúng ta sẽ gặp lại live stream tiếp theo của trận thiên hạ đệ nhất bang của cụm mấy chủ thành đô trang chủ võ công trường kỳ.com. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở livestream tiếp theo nha. Cảm ơn anh em đã cố gắng xem livestream của mình.